Xin chào các bạn đã đến với kênh của HAUI Computer, mình là Minh. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách để chúng ta xem cấu hình máy điện thoại của chúng ta là nó cấu hình ra sao. Chẳng hạn iPhone 7, iPhone 6 hay iPhone 5 hay là iPhone 12, iPhone 11 hay là hệ điều hành gì, vân vân, rất nhiều. Nếu mà các bạn sành sỏi về điện thoại thì mình không nói làm gì, nhưng các bạn mà chưa hiểu lắm về cấu hình thì đây có lẽ là cái ứng dụng rất là hữu ích đối với các bạn. Các bạn kích vào App Store này. Các bạn kích vào App Store, các bạn đánh chữ chữ CPUX nha. CPUX như này. Các bạn tải về. Các bạn tải cái CPUX Battery này. Đấy. Các bạn kích vào đây. CPU Doctor and Battery Life, các bạn kích vào Open. Đấy, thì nó cho hỏi là cho phép các bạn hiển thị vị trí không. Chúng ta kích là OK. CPU Z có sử dụng Bluetooth không, các bạn cứ kích OK đi. Checking, các bạn kích Device. Thì đây là giao diện của phần mềm CPU-Z, CPU-X. Đầu tiên là Overview, tức là tổng quan của nó. Device có nghĩa là thiết bị của nó. Bây giờ trên cái CPU-X này nó kiểm tra là iPhone 7 Plus nhé. iPhone 7 Plus, các bạn kích vào bên trong của cái iPhone 7 Plus này thì các bạn sẽ thấy là Basic, tức là thông tin cơ bản, gồm có là iPhone 7, modem là iPhone 7 Plus và thiết bị là iPhone là 9.4 và motherboard ID, tức là cái main của nó, của hãng là D11AP, vân vân, Bluetooth này, version 4.2 này, vân vân. Và thông tin về chiều cao hoặc là chiều rộng, cân nặng của cái iPhone này, chiều cao là 158.2 mm, chiều rộng là 7,79 mm, và tức là chiều sâu, tức là chiều dày này là 7,3 mm, và cân nặng là 188 gram. Bộ xử lý processor là bộ xử lý của chúng ta. Bộ xử lý là modem mà Apple A10, sử dụng là 29%, cái này nó có thể biến đổi nhé. Tần số là 2244 MHz, và thiết kế của nó là 2340 MHz, cấu trúc là 64 bit nhé, chip của AMD, và sản phẩm của hãng Fusion nhé. Bộ xử lý là 16 nanomet. Nếu cái bộ xử lý này càng nhỏ thì có nghĩa là tốc độ nó sẽ càng nhanh nhé các bạn. Tức là cái chiều dài của cái vi xử lý và modem là A10. Có thể các bạn sẽ biết thêm rất nhiều thông tin trong này nữa, rất nhiều thông tin. Và memory, tức là bộ nhớ trong của máy tính, là chính là RAM của chúng ta ấy, đang sử dụng thanh RAM là 3 GB. Trong này có thể là các bạn hiểu thêm về cái sử dụng thanh RAM này. Chúng ta đang sử dụng thanh RAM là 2,93 GB RAM, tức là 3 GB đấy. Trống là 172 MB và sử dụng của nó là 1.02 GB. Còn một số cái thông tin nữa ở dưới không đề cập đến. Tiếp theo là display, tức là màn hình của chúng ta. Độ phân giải màn hình là IPS, tấm nền IPS 5.5, tức là 5.5 inch full màn hình. Và trong cái display này các bạn sẽ thấy là cái thông tin cỡ của màn hình là 5.5 inch của hãng Dagon. Và cái bảng của nó là đang để sử dụng ở 16:9 nhé, và độ phân giải là
Pixel Destiny là 4021 PPI. Và đây là thông tin về display path, tức là độ rộng của độ phân giải là 100, chiều ngang của độ phân giải là 1020 pixel và rộng là 1008 pixel. Công nghệ tấm nền IPS, chất lượng hình ảnh rất là cao, màn hình full HD sử dụng công nghệ tấm nền IPS. Tiếp theo là đến phần camera, tức là camera của chúng ta, camera dual 12 megapixel, độ phân giải rất là cao, độ led rất cao, tức là hai camera, camera mặt trước và camera mặt sau. Đây, chúng ta có hai camera. Đây, chúng ta sẽ biết được một số cái thông tin như này. Network có nghĩa là mạng wifi của chúng ta. Chúng ta đang sử dụng mạng wifi và đây nó cho cả địa chỉ ID của chúng ta. Wifi current codec đang kết nối này. WAN IP tức là địa chỉ của cái điện thoại này đang là 10.14.171.150.46. Địa chỉ IP là 192.168.88.251. Địa chỉ gateway là 192.1.1.1.6.5 là 255.255.255.255 và rất nhiều cái thông tin khác dưới này nữa. Các bạn có thể hiểu sâu thêm được. Các bạn tìm hiểu. Battery là tức là pin của chúng ta. Thời lượng pin là đang sử dụng hết là 43%. Đây các bạn nhìn thấy 43% chỗ này. Và trên này là 43% thời lượng pin đang sử dụng. Đây là pin, mức pin của chúng ta là 1247 MW, là 43%, và đang sử dụng cái pin 2.82V. Dung lượng của pin này là 2900 MW. Công nghệ của lithium polymer. Tiếp theo là operating system, tức là hệ điều hành của nó đang sử dụng hệ điều hành iOS 1.14.6, 14.6, version 14.6 này. Và ngày muộn nhất là chúng ta đang sử dụng cái hệ điều hành của nó là ngày 31, tức là update ngày 31 tháng 7 năm 2011. Cái version của nhà sản xuất của chúng ta là, tức là lúc xuất xưởng của nó là iOS 10. Đấy. Support cho bất kỳ version nào trên con máy này. Và đây là store, tức là nơi lưu trữ của chúng ta. Con máy này đang sử dụng ổ cứng là lưu trữ dung lượng là 32GB này. Dung lượng là 32GB và chúng ta đang sử dụng hết 29.8GB và chống thì dung lượng mà còn có thể sử dụng là 109GB ổ cứng cộng hai cái thông số này với nhau thì nó ra thông số 32GB. La bàn chúng ta nhé, thông tin về la bàn compact la bàn chúng ta đang chiều hướng nào. Hoặc tiếp theo là các thông tin ở dưới là thông tin về speed test, chẳng hạn như chúng ta đang sử dụng cái mạng này của VinaPhone này. Đấy, chúng ta test tốc độ của mạng của chúng ta. Ta xem. Đấy thì speed test. Đây là đang test tốc độ download. Download là 52.16 MB và tốc độ upload của chúng ta là phần mềm rất hay quảng cáo. Tốc độ upload là 16.2 MB. Thước chúng ta có thể có
dùng thước để đo. Đấy. Đây là theo hệ cm 1 2 4 5 6 7 8 9 10 12 cm. Đây là inch, ta có thể đổi chuyển hướng inch sang cm, vân vân. Đấy là những cái thông tin về phần cứng của các thông tin để kiểm tra phần cứng bằng phần mềm CVZ. Các bạn thấy nếu mà các bạn quan tâm đến sản phẩm, chính sách ưu đãi và chính sách bảo hành của khách hàng, các hỗ trợ kỹ thuật, hãy vui lòng đăng ký kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.